bảy người trong gia đình một cán bộ phường Trung Hòa gặp nạn ở vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính, Hà Nội. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin trong nước và quốc tế sẽ luôn được chúng tôi cập nhật mới nhất trong 24 giờ qua. Và tôi là Văn Quỳnh, người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin ngày hôm nay. 7 người trong gia đình một cán bộ phường Trung Hòa gặp nạn ở vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính, Hà Nội. Như đã đưa tin, Thông tin chính thức từ công an thành phố Hà Nội, vụ cháy nhà trọ trên phố Trung Kính đã khiến 14 người tử vong. Các lực lượng đang khẩn trương vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Ở diễn biến mới nhất, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy vừa có báo cáo nhanh về các trường hợp gặp nạn trong vụ cháy. Theo báo cáo, số người tử vong trong vụ cháy là 14 người, người bị thương là 6 người, 3 phụ nữ, 2 trẻ em, 1 nam giới. Hiện những người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện Giao thông Vận tải. Đáng chú ý, theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy, vụ cháy khiến gia đình gồm 7 người của chị Thanh, là cán bộ tại phường Trung Hòa, gặp nạn, gồm bà nội chồng, mẹ chồng, bố chồng, chồng, chị Thanh và hai con, một trai một gái. Không may trong số những người gặp nạn đã có người tử vong. Chị Thanh và hai con đang được cấp cứu tại bệnh viện Giao thông Vận tải, chồng chị Thanh chưa xác định được thông tin. Trước đó, hồi 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5, Tổng đài 114 Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân. Tại địa chỉ số 1 hẻm 31, ngách 98, ngõ 43, đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong. Sát hại tình nhân vì ghen tuồng Ngày 24 tháng 5, Lê Văn Quấn, 49 tuổi, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt án trung thân về tội giết người và cướp tài sản. Với trách nhiệm hành dân sự, bị cáo bồi thường cho tổng cộng là 300 triệu đồng như thỏa thuận trước với chồng nạn nhân. Theo cáo trạng, Quấn có vợ cùng bà con tại Kiên Giang đã ly thân, rời nhà đi làm thuê nhiều năm. Năm ngoái, ông ta quan hệ tình cảm với bà chủ quán nhậu, chồng đi biển xoay ngày ở xã Tân Phước, gò Công Đông. Từ tháng 8-2023, do không có công việc nên Quấn dọn đến quán sống cùng tình nhân. Một tháng sau, nghi ngờ bà này có người đàn ông khác, quấn xà vờ nói đi làm ăn, vài hôm mới về, đến nhà nghỉ gần đó, thuê nhà để ở và theo dõi. Tối mùng 3 tháng 9, ông ta quay về quán nhậu, phát hiện người đàn ông lạ 60 tuổi, ngủ thành phố Hồ Chí Minh nên đập cửa. Người đàn ông tưởng chồng chủ quán về, sợ hãi mở cửa, chạy trốn. Khi chủ quán mở cửa cho Quấn thì bị ông ta dùng kéo đâm nhiều nhát tử vong tại chỗ. Ngày án xong, Quấn liền lấy điện thoại của nạn nhân, quay trở lại nhà nghỉ trốn thì bị cảnh sát bắt giữ. Nổ nồi hơi ở công ty hóa chất 8 người tử vong, 48 người bị thương. Các quan chức cho biết ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 48 người bị thương sau vụ nổ tại nhà máy hóa chất ở quận Thên của bang Maharashtra, Ấn Độ vào chiều 23 tháng 5. Ngọn lửa bắt đầu sau một vụ nổ nồi hơi bên trong công ty hóa chất Amber nằm ở khu vực MIDC của Dombili ở Thên và nhanh chóng lan sang 2-3 cơ sở nhà máy gần đó. Ít nhất 8 xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để khống chế đám cháy. Một quan chức chính phủ cho biết các đội từ ban quản lý thảm họa khu vực của cơ quan dân sự Thên và 13 người từ lực lượng ứng phó thảm họa Thên cũng đã đến hiện trường, đồng thời nỗ lực bổ sung để kiểm soát ngọn lửa. Trao đổi với giới truyền thông, người dân địa phương cho biết âm thanh của vụ nổ cách xa hiện trường vụ nổ tới 3 km. Một quan chức dân sự cho biết những công nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Gọi vụ việc là bi thảm, Phó Thủ hiến Maharaja Devendra Fadnavis cho biết 8 người bị mắc kẹt trong khuôn viên đã được giải cứu. Ai chịu trách nhiệm trong vụ cháy 14 người chết ở Hà Nội? Sáng sáng ngày 24 tháng 5, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, khiến 14 người tử vong và ba người khác bị thương. Trao đổi với báo chí, luật sư Hà Thị Quyên, trưởng văn phòng luật sư nhân chính cho biết, thời gian qua, cả nước Đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không những thiệt hại lớn về tài sản mà còn có tới hàng chục người thiệt mạng, hậu quả hết sức tăng thương. Đây là thực trạng hết sức đáng báo động khi tình trạng vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy trong thời gian qua. Luật sư nói và nhận định nguyên nhân gốc rễ có thể đến từ việc hệ thống hạ tầng, xây dựng, giao thông khi các cấp phép xây dựng không tuân thủ kỹ về phòng cháy chữa cháy. Trong ngõ ngách di chuyển khó khăn nhưng vẫn được cấp phép xây dựng rất cao, không có hệ thống phòng chống chữa cháy. Ngoài ra, luật sư cho rằng những hành động kinh doanh, kinh doanh xe đạp điện bắt buộc phải đảm bảo phòng cháy chữa cháy nhưng không được kiểm soát. Còn nguyên nhân hiện hữu trực tiếp bằng hàng ngày đó chính là ý thức phòng cháy chữa cháy và sự bất cẩn trong sinh hoạt trong công việc quản lý nguồn nhiệt của một số bộ phận người đang sử dụng và vận hành cơ sở, địa điểm, công trình dẫn tới cháy nổ. Bà khuyên cho hay, trưởng văn phòng luật sư nhân chính cho biết rằng trách nhiệm sẽ thuộc về chủ sở hữu công trình nhà ở này. Sai phạm có thể là công trình đưa vào sử dụng không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy hoặc cơ quan chức năng đã khuyến cáo nguy cơ cháy nổ nhưng chủ cơ sở không khắc phục và vẫn tiếp tục cho các bên thuê tiếp tục kinh doanh khi không đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy. Đồng quan điểm với bà Khuyên, luật sư Nguyễn Văn Đồng, đoàn luật sư Hà Nội cũng cho biết, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, chủ sở hữu công trình vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Theo luật sư Đồng, với hậu quả là 14 người chết, những người vi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là từ 7 năm cho tới 12 năm tù. Ngoài trách nhiệm hình sự thì luật sư Đồng cho hay, người vi phạm còn phải thực hiện trách nhiệm bồi thường cho gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng, bồi thường cho các nạn nhân bị thương. xuất hiện doanh nghiệp tới tòa xin mua cổ phần MHD của siêu lửa Hà Thành. Ngày 24 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên phúc thẩm vụ Nguyễn Thị Hà Thành và đồng phạm lừa đảo hơn 433 tỷ đồng, gồm của Ngân hàng Quốc dân NCB 47,5 tỷ đồng, của PV Combank 49,4 tỷ đồng, của Ngân hàng Việt Á hơn 273 tỷ đồng và 4 cá nhân khác 63 tỷ đồng. Hiện tại, Thành không thể khắc phục được toàn bộ 433 tỷ đồng, nhưng cô ta còn tài sản là cổ phần tại công ty MHD. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm 3 tháng 4 năm 2024, một doanh nghiệp có mong muốn mua lại số cổ phần này giúp Hà Thành có tiền trả cho các bị hại. Do vậy, tòa án tạm dừng để các bên thương lượng. Mở tòa ngày 24 tháng 5, số cổ phần của Hà Thành tại MHD tiếp tục được hỏi mua, nhưng có quá nhiều bên liên quan. Đầu tiên, tòa đồng ý cho ông Nguyễn Ngọc Phương tham gia tố tụng với tư cách người liên quan. Ông Phương cho hay, cổ phần của MHD đã được bị cáo Nguyễn Thanh Tùng, đồng phạm của Hà Thành bán cho ông. Lý do ông Phương từng cho bị cáo Tùng vay tiền nhưng anh ta không trả được nên gán nợ bằng cổ phần. Giao dịch này diễn ra năm 2018 trước khi Tùng mang cổ phần đi cầm cố tại Ngân hàng Việt Á. Bị cáo Tùng khai từng làm ăn chung cùng Hà Thành mua công ty MHD nên khi cô ta vay tiền ông Phương, Tùng phải đứng ra nhận nợ. Dù cổ phần tại MHD đã được bị cáo thế chấp tại Ngân hàng Việt Á, nhưng ông Phương vẫn buộc anh ta phải chuyển nhượng bị cáo bị anh Phương ép phải chuyển cổ phần để trả nợ. Bị cáo nói không được vì em thế chấp cho Việt Á rồi, nhưng anh Phương bảo cứ làm đi. Tùng khai. Tòa án cũng xét hỏi làm rõ số cổ phần bị cáo Tùng đang thế chấp tại Việt Á là 20,8% cổ phần của MHD. Đại diện doanh nghiệp này cho hay, hợp đồng giữa ông Phương và bị cáo Tùng bị ghi lùi ngày so với thực tế, còn hợp đồng thế chấp giữa Tùng và Việt Á hiện vẫn có hiệu lực. Tại tòa đại diện một doanh nghiệp cho hay, họ vẫn giữ nguyện vọng mua lại cổ phần MHD của Nguyễn Thị Hà Thành, hiện đứng tên Tùng, nhưng cho rằng có nhiều việc liên quan cần làm rõ. Đầu tiên là việc Hà Thành đồng ý bán nhưng doanh nghiệp phải trả ngoài hợp đồng 30 tỷ đồng để thành giải quyết khó khăn. Tiếp theo cổ phần lại đứng tên Tùng nhưng anh ta lại thế chấp ở Việt Á. Đến nay lại có thêm ông Nguyễn Ngọc Phương cũng nhận cổ phần này là của mình. Doanh nghiệp do vậy đề nghị tòa xem xét số cổ phần đang thuộc về ai và chứng kiến giúp việc chuyển nhượng. Thẩm phán cho hay, theo phạm vi xét xử, tòa không thể chứng kiến việc mua bán giữa các bên, nhưng đồng ý cho các bị cáo Thành Tùng xuống phía dưới cùng doanh nghiệp thỏa thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.